Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về level 81 Zoological Office. Level 81 Survival Difficulty Class 2 Unsafe Secure Low Entity Count. Level 81 là level thứ 82 của The Bike Room. Không gian của level này là một cụm lớn của các tòa nhà văn phòng. Level 81 bao gồm nhiều tòa nhà văn phòng khác nhau, tương tự như những tòa nhà được tìm thấy trong The Front Room. Nội thất của những tòa nhà này là khác nhau, nhưng một số các đồ vật giống nhau đã được ghi nhận. Các bức tường của level 81 có thể khác nhau về vật liệu, từ gạch đến bê tông đến giấy dán tường và có thể được nhìn thấy với một số màu như màu xanh lam nhạt, màu xanh lá cây đậm và màu vàng. Những bức tường cũng có thể khác nhau về cả kết cấu lẫn thiết kế. Đồng thời, sàn của level 81 cũng có thể được trải thảm hoặc làm bằng bê tông, vân vân. Tương tự như ở level 0 và level 1, level 81 cũng có thể bị ngắt điện, có thể do hệ thống ánh sáng ở đây không được ổn định. Mặc dù bất chấp những điểm như thế này, level 81 lại là một trong những level sở hữu mạng lưới điện đáng tin cậy và cả wifi nữa. Cửa sổ trong level 81 là khá phổ biến, thế nhưng cho đến nay, người ta vẫn chưa thấy bất kỳ trường hợp nào về thực thể số 2, window được ghi lại. Vậy nên, người ta đã kết luận rằng cửa sổ ở level này hoàn toàn an toàn và bình thường. Cấu trúc tòa nhà và vị trí nội thất của level được cho là bất thường vì đôi khi bạn có thể thấy một số trường hợp như các căn phòng bị noclip cả vào bên trong nhau hoặc là bị noclip vào trong những bức tường tạo ra những hành lang gắn liền với nhau và trong những hành lang này trọng lực bị bẻ cong sao cho phù hợp với địa hình của hành lang. Chắc chắn là tất cả các bạn đang xem video này ai chắc chắn cũng đã biết đến từ Zoo là sở thú nhỉ. Vậy level này có gì liên quan? Như cái tên của nó, Zoological Office, trong những văn phòng của level 81 không chỉ có đồ nội thất mà còn có cả động vật. Cơ bản là khi bạn mới vào level 81, level này sẽ khá im lặng, nhưng chỉ sau vài giờ thì level sẽ có những âm thanh của động vật. Bạn có thể bắt gặp nhiều loại động vật đến từ The Front Room như ngựa, lợn, chó, mèo, gia súc, chim chóc. Đến cả những loài nguy hiểm như gấu và sư tử cũng xuất hiện ở đây. Nhưng tốt hơn hết là bạn không nên tiếp cận chúng làm gì cả. Theo một số giả thuyết, một phân đội của tổ chức MEG tên là Compass Point đã cho rằng level 81 là một level khởi đầu cho những loài không phải người như động vật, gia súc, gia cầm. Vì nếu so sánh với level 0, một level khởi đầu khác và quá đỗi quen thuộc với nhiều người thì level 0 chỉ toàn những thực thể hình người dù nó rất ít. Còn level 81 lại có một số lượng động vật lớn như level này cũng có một số lượng thực thể lớn đa dạng không kém. Bao gồm thực thể số 3, Smiler, thực thể số 10, Skin Stealer, thực thể số 4, Jet Mod, thực thể số 6, Dueler, thực thể số 7, Jerry và thực thể số 8, Hound. Khi ở bên ngoài các văn phòng của level, có thể nhìn thấy một con đường lớn, dài và quanh co. Ở đây, bạn cũng có thể quan sát một số loài động vật hiện diện trong các tòa nhà qua những chiếc cửa sổ. Đồng thời, khu vực bên ngoài của level 81 dường như phát ra một luồng ánh sáng xanh lá huyền ảo. Khi tương tác với luồng ánh sáng này, kể cả trực tiếp hoặc gián tiếp, điều này sẽ khiến tất cả các động vật xung quanh có vẻ như bị giật mình và rút lui vì sợ hãi. Bầu trời của level khá tối và nhiều mây, không thể nhìn thấy các ngôi sao và mặt trăng. Tuy nhiên, dù không gian hẹp, thế nhưng người ta đã sử dụng máy bay không người lái để khám phá và chụp được nhiều tòa nhà hơn ở phía xa. Cố gắng tiếp cận những tòa nhà này sẽ dẫn đến việc nó đưa chúng ta trở lại con đường chính. Hiện tại, không có bất kỳ căn cứ, tiền đồn hoặc cộng đồng nào tồn tại trong level dù có điều kiện. Thế nhưng, theo các bằng chứng xác thực cho rằng giáo hội The Lost thường đến đây để săn bắn. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là lối vào và lối thoát của level 81. Một cánh cửa căn phòng được tìm thấy trong các nhà kho của level 10 sẽ dẫn bạn đến level 81. Mặc dù vị trí chính xác của những cánh cửa này là cố định, ở level 4, có thể bắt gặp một căn phòng chứa đầy quảng cáo về vườn thú sẽ đưa những người lang thang đến level 81 thông qua những phương pháp không xác định. Ở level 58, các bạn có thể bắt gặp một sân chơi theo chủ đề là động vật. Tương tác với bất kỳ thứ nào trong số đó sẽ mở ra một hành lang đến level 81. Bất kỳ cánh cửa nào có số 204 trong level 21 sẽ dẫn bạn đến level 81 khi được mở. Ở trong level 80, một cái lán có số 81 sẽ đóng vai trò là lối vào đến level 81. Ở level 43, noclip vào biển quảng cáo vân thú sẽ khiến bạn dịch chuyển đến level 81. Nếu gặp phải một căn phòng chứa đầy chim, bạn sẽ được dịch chuyển đến level 30. Nếu tìm thấy một khu vực rộng lớn ở bên ngoài,
Bước vào đó sẽ dẫn bạn đến level 22. Nếu bạn đi vào một con hẻm tối, sẽ khiến bạn xuất hiện ở level 55. Đôi khi có một cánh cửa ở level 81 có thể đưa bạn trở lại level 0, level 4, level 37 hoặc level 62. Đi qua hệ thống cống rãnh riêng của level 81 có thể dẫn đến level 34 hoặc level 41. Thang máy trong level 81 có thể khiến người lang thang bị dịch chuyển đến level 64 hoặc level 65. Một hành lang nhất định của level 81 sẽ được liên kết với level 88. Một phòng làm việc bằng bê tông ở level 81 có thể dẫn đến các hộp bê tông loại 2 ở level 170. Nếu bạn cố gắng noclip trong level 81 thì nó sẽ đưa bạn đến một level âm ngẫu nhiên. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.